lãi suất tiết kiệm niêm yết tại quầy của một số ngân hàng hiện đã giảm về 9%. Tuy nhiên, khách hàng được thỏa thuận lãi suất đối với khách gửi tiết kiệm lên tới 11% cho kỳ hạn 12 tháng. Để hưởng lãi suất này, khách hàng chỉ cần mở mã CIF là dãy thông tin hồ sơ khách hàng, sau đó sẽ được duyệt lãi suất ưu đãi. Tại một số ngân hàng, lãi suất niêm yết chỉ trên 7,2% một năm, nhưng thực tế lên tới 10,8% một năm với khách hàng gửi từ 100 triệu đồng. Với khách hàng gửi từ 5 tỷ đồng, lãi suất lên tới 11% một năm. Thậm chí, cùng một ngân hàng, nhưng các nhân viên lại mời trả mức lãi suất tối đa khác nhau, nơi thì 11,2% một năm, nhưng có nơi lại là 12,7% một năm.